ngày thứ 8 Công bình phục hồi sự hiệp thông Hãy bên quyền lợi kẻ mồ côi Người hèn mọn Mình oan cho người khốn khổ Kẻ bần cùng Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực Những kẻ người đã tuyển chọn Ngày đêm hằng kêu cứu với người Dù người có trì hoãn Suy niệm Sách Thánh Vịnh là một sự kết hợp Của những lời cầu nguyện ngợi khen, than thở Và những lời răng dạy mà Chúa nói với chúng ta Trong Thánh Vịnh 82 Thiên Chúa kêu gọi công lý Bảo vệ các quyền cơ bản của con người Mà mỗi người chúng ta Nên được bàn cho Tự do, an toàn Nhân phẩm, sức khỏe Bình đẳng và tình yêu Thánh Vịnh cũng kêu gọi Lật đổ các hệ thống Tạo ra sự mất cân đối và áp bức Đồng thời sửa chữa Tất cả những gì bất công, tham nhũng hoặc góp phần vào việc bóc lột con người đây là công lý mà với tư cách là kitô hữu chúng ta được kêu gọi cổ võ là thành phần của cộng đoàn kitô hữu chúng ta kết hợp ý chí và hành động của mình với những ý chí và hành động của chúa đứng hoạt động vì sự cứu rỗi của tạo thành tội lỗi luôn là gốc rễ của sự chia rẽ bao gồm cả sự chia rẽ giữa các kitô hữu và sự cứu chuộc luôn phục hồi sự hiệp thông Chúa kêu gọi chúng ta thể hiện đức tin Kitô tô giáo của mình bằng cách hành động từ chân lý rằng mọi người đều quý giá, rằng con người quan trọng hơn mọi thứ và việc đánh giá bất kỳ cơ cấu thể chế nào của xã hội phải dựa trên các mối đe dọa hoặc nâng cao cuộc sống và phẩm giá của mỗi người. Mọi người đều có quyền và trách nhiệm tham gia vào xã hội, cùng nhau tìm kiếm công ích và hạnh phúc cho mọi người đặc biệt là những người khiêm tốn và thiếu thốn nhất. Trong Jesus and the Disney Heritage, mục sư Howard Thurman, người từng là cố vấn thiên liêng cho mục sư Martin Luther King, tuyên bố, chúng ta phải công bố sự thật rằng toàn bộ sự sống là một và tất cả chúng ta đều liên đới với nhau. Vì vậy, trách nhiệm và bổn phận của chúng ta là làm việc cho một xã hội mà trong đó ai cũng có thể tìm được nơi nương tựa và an ủi anh chị em phải đặt đời mình trên bàn thánh của sự thay đổi xã hội để dù anh chị em ở đâu nước trời cũng ở trong tầm tay hiệp nhất các Kitô hữu Chúa Giêsu kể dụ ngôn bà quá và vì thẩm phán bất công để dạy dân chúng cần phải cầu nguyện không ngừng và đừng nản chí Chúa Giêsu đã dứt khoát vượt thắng bất công tội lỗi và chia rẽ và bổn phận của chúng ta với tư cách là Kitô hữu là đón nhận chiến thắng này trước hết vào tâm hồn qua lời cầu nguyện và sau đó vào đời sống qua hành động cụ thể. Xin cho chúng ta đừng bao giờ nản lòng và tiếp tục cầu xin Thiên Chúa ban cho ơn hiệp nhất và thể hiện sự hiệp nhất đó trong cuộc sống của chúng ta. Thách đố là dân Chúa, các giáo hội của chúng ta được kêu gọi như thế nào để cam kết thực hiện sự công bình vốn liên kết chúng ta trong các hành động của mình nhằm yêu thương và phục vụ cả gia đình của thiên chúa cầu nguyện lạy chúa là đấng tạo hóa và cứu chuộc muôn loài xin dạy chúng con biết nhìn vào nội tâm để bén rễ sâu trong thần khí tình yêu của chúa để chúng con có thể mở lòng ra cho người khác bằng sự khôn ngoan và lòng can đảm qua việc luôn chọn con đường của tình yêu và công lý. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.